Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Và trong cái dịp mua sắm cuối năm lần này thì mình nghĩ rằng là iPhone sẽ là một trong những loại mặt hàng được rất nhiều người tiêu dùng còn đang đắn đo lựa chọn. Và trong lần trước thì mình đã có một video mà nói rằng là các cái mức giá khác nhau chúng ta có thể mua những loại iPhone gì. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một video gọi như là review tổng hợp lại luôn về tất cả những dòng iPhone cũ. Sẽ có hai loại mình sẽ không liệt vào trong danh sách này, đó chính là 6S này, 6S Plus và 7 và 7 Plus. Thì có hai cái loại đấy thì mình sẽ không liệt vào đây. Mình sẽ chỉ review lại những cái dòng mà 2 năm trở về trước thôi để xem rằng với những chiếc máy như thế này thì hiện tại thì nó có thể làm được những gì và mức giá của nó là bao nhiêu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với chiếc máy iPhone 5. Hiện tại thì tại các hệ thống cửa hàng của 7S thì các bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một chiếc iPhone 5 cũ với mức giá là từ khoảng 2 cho đến hơn 3 triệu đồng tùy vào các mức dung lượng khác nhau. Chiếc iPhone 5 này thì từ khi nó được ra mắt thì nó là một cái mẫu điện thoại mà Tim Cook gần như đã phá cũng khá là nhiều thứ mà Steve Jobs làm được, ví dụ như là cái nguyên tắc vàng màn hình 3,5 inch ha, thì nó được nâng cấp lên màn hình 4 inch. Như vậy là chiếc điện thoại của chúng ta đã dài ra khoảng 3 phân và cũng có rất nhiều người đã đổi chiếc 4S của mình lên 5 cũng vì lý do này. Và đây cũng là lý do mà nhiều bạn gái cũng đi tìm những anh trai mới có dài hơn khoảng 3 phân. Nó cũng có một sự thay đổi nữa, đó chính là về cái cổng sạc. Khi mà cổng sạc đang từ khoảng như là mình không làm là 30 chân rất là to xuống một cái lỗ sạc nó bé và khít hơn. Và nhiều người cũng đã đổi điện thoại cũng như là bạn gái vì lý do này. Về cái thiết kế của em nó thì hiện tại nó vẫn có một cái gì đó nhìn sự rất là sang trọng vào thời điểm hiện tại. Nó được thiết kế nhôm nguyên khối này, khung nhôm được làm sơn mờ. Thì mình nghĩ rằng là cái đời từ 5 đến 5S hiện nay thì thiết kế nó khá là đẹp và tinh tế hơn rất nhiều so với cả ngôn ngữ thiết kế bây giờ. Nhất là cái việc mà những cái giải nhựa được đặt là nhìn nó hợp lý hơn. Về chiếc máy này thì hiệu năng của nó thì chạy con chip A6 và nó có 1GB RAM. Con chip này thì đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là hiệu năng của nó thì cũng được coi khá là ổn, thực sự là nó gọi là tạm ổn thôi, chứ không phải là còn quá mạnh mẽ như hồi nó mới ra mắt nữa. Mình có test thử điểm AnTuTu thì mình được con số khoảng 27.000 và điểm 3D là khoảng 2.000. Nhưng mà đây cũng chỉ là con số chúng ta tham khảo thôi. Khi mà mình đã test thử tựa game Alpha 8 thì nó chạy vẫn rất là ổn. Nhưng mà với cái mức giá như này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những ai đang đi tìm kiếm cho mình một chiếc điện thoại. Thứ nhất là chạy hệ điều hành iOS là đầu tiên này. Thứ hai là thiết kế vẫn còn đẹp này. Thứ ba là nó rất là nhỏ gọn và cái hiệu năng thì nó đủ dùng chúng ta để thực hiện những cái tác vụ, ví dụ như là nghe gọi, nhắn tin, lướt Facebook, lướt web. Mình nghĩ rằng là hiệu năng của con này thì vẫn có thể chạy được mấy cái kiểu app nặng như là Facebook hay là Messenger. Và như mình nói đây, có thể sở hữu em nó thì hiện tại thì 7S đang bán những chiếc iPhone 5 cũ với mức giá là từ khoảng 2 cho đến hơn 3 triệu đồng. Và chúng ta sẽ đến với đời máy tiếp theo, đó chính là iPhone 5S. iPhone 5S thì hiện nay các bạn hoàn toàn có thể mua với máy mới với mức giá là khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên thì nếu chúng ta đang quan tâm đến các loại hàng cũ thì thậm chí bây giờ các bạn có thể với mức giá khoảng 3 triệu các bạn có thể mua được chiếc 5S lock rồi. Còn nếu các bạn muốn mua hàng quốc tế thì chúng ta sẽ có những cái mức giá cao hơn, từ khoảng từ gần 4 triệu đến hơn 5 triệu là đều có. Đây là chiếc iPhone đầu tiên mà có cảm biến vân tay và kèm theo đó là có rất nhiều những cái điểm nâng cấp khác so với cả iPhone 5. Thứ nhất là nó có một cái phiên bản màu vàng champagne, là một màu bổ sung thực sự. Thì mình thấy rằng là cái thời gian đó 5S có cái màu vàng thực sự quá đẹp luôn. Ngày xưa mình cũng dùng 5S vàng mà, và nói là nó đẹp hơn cái màu vàng bây giờ rất là nhiều. Kèm theo đó thì như mình đã nói là nó có cảm biến vân tay, có thể giúp chúng ta có thể mở khóa, và đây là cảm biến vân tay thế hệ thứ nhất. Và cái tốc độ và cái trải nghiệm sử dụng của nó cũng khá tốt, nó đủ nhanh. Tất nhiên thì nó không thể nhanh như thế ai bây giờ rồi. Hiệu năng thì có lẽ là không cần phải bàn, với con chip A7 1GB RAM thì nó vẫn có thể chắc chắn đáp ứng cho các bạn những cái nhu cầu về chơi game nặng, kể cả Alpha 8 hay Suicide Squad thì đều có thể đáp ứng rất là ngon. Độ mượt mà chúng ta không cần phải bàn cãi. Chiếc máy này về cái tuổi đời của nó thì mình tin rằng nó có thể dùng ít nhất là khoảng độ 2 năm tới thì nó cần phải thay thế. Quay vào sau một chút thì các bạn để ý rằng là đây là chiếc iPhone đầu tiên có đèn dual flash, giúp chúng ta có thể chụp ảnh chiếu sáng và nhìn tông ảnh nó ấm hơn, nó không bị lạnh gắt như là một cái đèn flash đơn màu nữa. Đây có thể coi là một điểm cấp khá là đáng tiền so với cả iPhone 5. Và thiết bị tiếp theo sẽ là iPhone 6. iPhone 6 hiện nay cũng có những mức giá rất là tốt tại 7S, và mình đã từng có video nói về các cái mức giá của iPhone 6 rồi. Bây giờ chúng ta có thể mua em nó với mức giá là khoảng 5 cho đến 7 triệu đồng tùy các mức phiên bản dung lượng khác nhau. Và iPhone 6 hiện nay thì nó vẫn sở hữu chỉ có 1GB RAM, tuy nhiên chip thì là chip A8 và chắc chắn hiệu năng nó đem lại thì sẽ tốt hơn. Mình nhớ không lầm thì nó tốt hơn khoảng 50% so với con chip của 5S. Và về hiệu năng thì có lẽ mình không cần phải bàn rồi. Đây là một trong những chiếc máy màn hình to, có thể có màn hình to so với cả 5S hay là 5 đầu tiên của Apple làm ra. Kích thước màn hình nó lên 4,7 inch tạo cho ra nhiều không gian để có thể giải trí, xem phim và chơi game nhiều hơn. Chiếc máy này thì cái ngôn ngữ thiết kế của nó thì vẫn chưa được coi là lỗi thời. Chúng ta vẫn sẽ có những giải nhựa này thiết kế nhôm nguyên khối rất là cao cấp. Cộng theo đó thì các cạnh viền được làm bo cong, tạo cảm giác cầm rất là mềm mại và thoải mái. Camera được nâng cấp hơn một chút so với cả 5S. Còn như mình đã nói ban nãy về khả năng giải trí của em nó thì chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Chiếc máy này mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ dùng được ít nhất khoảng 2 cho đến 3 năm tới thì sẽ lỗi thời, tức là kiểu dạng nhà nó sẽ dùng hơi bị giật lag một chút. Và chiếc máy cuối cùng mình muốn bàn luận trong video này đó chính là iPhone 6 Plus. 6 Plus hiện tại thì hàng cũ có mặt ở 7S thì có mức giá từ độ khoảng độ gần 8 triệu cho đến khoảng gần 9 triệu. Đây là chiếc phablet đầu tiên của Apple, nó kích thước màn hình lên đến là 5,5 inch. Hồi đấy thì khi mà mình nghe nói về trên điện thoại mình cảm giác thực sự nó rất là to.
và mình nghĩ là mình chắc là mình không phải dùng cái điện thoại to như thế này. Nhưng mà sau khi cầm và sử dụng thì mình thấy rằng nó không hề khó khăn lắm. Chúng ta vẫn có thể cầm một cách thoải mái trên tay này. Hơn nữa nó cũng rất là mỏng, thế này cho túi quần không hề cảm thấy bị cộm. Ngôn ngữ thiết kế của nó giống hệt như là 6. Tuy nhiên thì mình đang minh chứng một điểm rất là rõ là phiên bản màu vàng đã bị giảm đi sự sang trọng rất là nhiều. Khi mà có cái giải nhựa màu trắng ở đây thì nó hơi nhìn nó hơi bị kiểu phô duyên một chút. Không chỉ dừng lại màn hình to hơn mà 6 Plus cũng có những cái điểm nâng cấp về camera. Như là chúng ta đã có hệ thống chống rung quang học này. Thời lượng sử dụng pin cũng là một điểm ấn tượng ở trên iPhone 6 Plus, khi mà từ những cái thiết bị trước đây của Apple luôn bị phàn nàn về thời gian sử dụng pin. Tuy nhiên thì với 6 Plus này cục pin cũng khá là lớn là 2915 mAh, cũng đủ cho ta hoạt động khá là thoải mái với cường độ cao, kiểu bật 3G chơi game này trong khoảng 1 ngày. Và mình cũng đã sử dụng qua 6 Plus rồi thì thực sự cái thời lượng sử dụng pin của nó rất là tốt. Hiệu năng thì cũng như là 6 thôi, với chip A8 này 1GB RAM đem lại hiệu quả hoạt động rất là mượt mà và chơi game thì cũng rất là đã. Và đó là tất cả những cái đánh giá nhanh của mình về những chiếc điện thoại iPhone 6 cũ trong khoảng 2 năm trở về trước. Và mình cũng đã điểm lại những cái thứ mà nó có thể làm được trong thời gian hiện tại. Nếu mà so sánh với các flagship bây giờ như là 6S hay là 7 các thứ thì mình không nói làm gì rồi, vì nó rất là nhanh nhạy rồi, nó có rất nhiều những công nghệ tiên tiến. Thế nhưng mà nếu chúng ta đang tìm cho mình một thiết bị có khả năng chạy ổn định lâu dài này, hiệu năng vẫn còn tốt và mức giá thì dễ chịu hơn so với chiếc iPhone mới bây giờ, thì mình nghĩ rằng là đây là những chiếc máy mà các bạn có thể lưu tâm. Ví dụ như iPhone 5 thì sẽ phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên. Mức giá thì khoảng độ 3 triệu, hơn 3 triệu một chút là chúng ta đã có thể có một chiếc iPhone 5 rồi. 5S thì nó cao hơn một chút, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có thiết kế mới đẹp hơn này, nhiều tính năng nâng cấp hơn so với cả iPhone 5. 6 và 6 Plus sẽ dành cho những đối tượng muốn sử dụng một chiếc iPhone có những thiết kế mới này, chưa lỗi thời. Cộng theo đó thì hiệu năng ổn định và màn hình lớn để có thể xem phim, chơi game và nhiều thao tác để chúng ta có thể làm việc ở trên điện thoại này. Và mức giá của nó thì các bạn có thể tham khảo thêm, bởi vì nó sẽ có rất nhiều mức giá với các mức dung lượng khác nhau. Và các bạn đừng quên một điều rằng là tất cả những chiếc điện thoại này là bán cũ nhưng vẫn được bảo hành 6 tháng và bảo hành full option luôn, là cả nguồn cả màn hình luôn. Sự rất là tuyệt vời. Và anh em nào quan tâm có thể lên trang chủ của 7net để biết thêm chi tiết nhá. Còn bây giờ thì mình phải kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi, và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.